Tôn sư trọng đạo là truyền thống nét đẹp của dân tộc ta. Thầy giáo được coi là biểu tượng thiêng liêng cho sự học, là khuôn vàng thước ngọc của đạo đức, nhân cách để học trò học và noi theo. Muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu kính thầy. Hay nhất tự vi sư, bán tự vi sư, là để tỏ sự trân trọng, thành kính của xã hội dành cho nhà giáo. Truyền thống này ngày càng được trân trọng và tôn vinh qua việc coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu. Các chính sách, chế độ luôn được đề cao, quan tâm, chăm lo người thầy trong sự nghiệp trồng người. Vì vậy, kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 hàng năm không chỉ là dịp để ngành tôn vinh những người hoạt động trong ngành giáo dục, học trò thể hiện lòng thành kính, tôn sư trọng đạo, mà còn là dịp để xã hội tôn vinh, tri ân những người đã, đang gắn bó với nghề dạy học. Tháng 11 lại về trong sự háo hức, bâng khuâng của tất cả chúng ta, những ai đã và đang gắn bó với sân trường, lớp học. Tháng của tình thầy, nghĩa bạn, tháng giao mùa để nhớ về nhau. Và dịp này cũng là để mọi người về lại chốn cũ, trường xưa, gặp lại thầy cô, bạn bè. Tri ân thầy cô, những người đã dìu dắt ta nên người. Và có một thực tế không thay đổi là bao nhiêu thế hệ học trò đi qua, mái tóc thầy cô ngả màu theo năm tháng. Nhưng sự tâm huyết muốn đem đến tri thức và những bài học quý giá truyền đến các học trò của mình thì mãi sẽ không thay đổi trong mỗi người thầy. Thưa quý vị, hòa chung bầu không khí mừng Tết thầy cô trên khắp cả nước. Hiện tại thì Quách Lan đang có mặt tại trường tiểu học Trường Sơn tại thành phố Bà Rịa để cùng hòa vào không khí chuẩn bị những hoạt động ý nghĩa dành cho thầy cô của mình, của các em học sinh nơi đây. Và bên kia thì Quách Lan thấy rằng các em đang có một hoạt động và tập trung rất là đông. Không biết là các em đang chuẩn bị những món quà gì để tặng cho những thầy cô của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sang bên đó nhé. Chào các con. Con ơi, các con đang làm gì vậy nhỉ? Chúng con đang chuẩn bị những món quà để tặng cho cô. Bức tranh hôm nay của Như Ý mang tới cuộc thi sắc màu của em thì là bức tranh có ý nghĩa như thế nào? Đây là ngôi trường của em, nhưng ngày 20 tháng 11, các bạn, vẻ mặt của các bạn rất là vui tươi, đang cầm những bó hoa tươi thắm tặng thầy cô. Nhân ngày 20 tháng 11, Như Ý có thể gửi lời chúc tới thầy cô của mình không? Dạ, em chúc thầy cô luôn hạnh phúc, khỏe mạnh và luôn thành công trên con đường giảng dạy. Và hôm nay, nhân ngày 20 tháng 11, con đã tự tay làm tặng đến quý thầy cô tấm thiệp này cũng mang đến tình yêu thương và lòng kính trọng con đối với quý thầy cô. Trên tấm thiệp này, con đã làm những chi tiết như là bông hoa để thể hiện lòng tôn kính và kính trọng con đối với quý thầy cô. Những bài trình trái tim này là thể hiện quý thầy cô luôn luôn ở trong tim con. Và lời chúc của mình ở trong này là gì nhỉ con nhỉ? Lời chúc của con là con chúc các quý thầy cô là luôn luôn hạnh phúc và vui tươi. Không khí chuẩn bị cho ngày 20 tháng 11 đã bắt đầu rộn ràng ở khắp các trường học, từ thành thị đến nông thôn, từ những ngày đầu tháng. Học trò các bậc học tỉnh nhà đều ra sức thi đua, lập thật nhiều thành tích trong học tập, hoạt động phong trào để làm quà tặng thầy cô giáo. Còn với thầy cô, điều họ mong mỏi nhất chắc chắn không phải là những món quà đắt tiền hay cao sang. Có lẽ chỉ đơn thuần là một cánh thiệp xinh, một lá thư tay hay một nhành hoa thắm. Không phù phiếm xa hoa, nhưng lại đầy ắp tình yêu thương, làm thầy cô cảm thấy ấm lòng và vững tin hơn với nghề cao quý. Và trong không khí rộn ràng ấy, những người thầy, người cô vẫn miệt mài dành hết tâm sức để gắn bó, dạy dỗ cho bao lớp học sinh thân yêu.
thầy cô như người chèo đò và học trò là khách qua sông. Khách qua sông rồi, con đò vẫn như say sưa miệt mài giữa đôi bờ đưa bao thế hệ đi ngang dòng sông tri thức. Không giống như các lớp học khác, cứ 19 giờ tối, lớp học đặc biệt này mới sáng đèn. Còn những học trò ở đây cũng rất đặc biệt, bởi mỗi em mỗi hoàn cảnh. Em thì mồ côi, em thì ba ngày đi bán vé số, phụ hồ, lượm ve chai mưu sinh, tối về tranh thủ đến lớp. Nhưng bằng tất cả tình yêu thương dành cho các em có hoàn cảnh không may mắn, thầy Lưu Hữu Phương cùng thầy cô trường Trung học cơ sở Phước Thắng, thành phố Vũng Tàu đã không quản ngại vất vả để dạy chữ cho các em. Mong ngày nào đó, tương lai của các em sẽ tươi sáng hơn. Vì là lớp học đặc biệt, nên thầy cô đứng lớp ở đây rất tận tâm, tỉ mỉ trong giảng bài, còn quan tâm hỏi han nhằm tạo không khí vui tươi cho các em hứng khởi, thích thú. Nhờ đó, các em đến lớp học thường xuyên, đúng giờ và rất ham học. Có lẽ với tất cả các em học sinh trường Trung học cơ sở Phước Thắng đã rất quen với nụ cười hiền và bóng dáng gầy gầy của thầy phó hiệu trưởng Lương Hữu Phương, người thầy luôn tâm huyết, đam mê với nghề và luôn dành những tình cảm yêu thương cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Có lẽ chính tình yêu thương ấy của thầy Phương và những thầy cô của ngôi trường này đã giúp sưởi ấm, nâng đỡ cho biết bao thế hệ học sinh của lớp học đặc biệt trong suốt hơn 20 năm qua. Em cảm thấy thầy Phương tốt với lại hiền. Với lại em cảm thấy thầy nhiệt tình lúc mà dạy em. Em hay chia sẻ về việc gia đình của em với thầy rồi nói những chuyện để thầy nghe và an ủi. Vâng, xin cảm ơn thầy vì hôm nay đã... Dạ vâng, chào thầy. Trước hết thì xin cảm ơn thầy đã dành thời gian cho chương trình Câu Chuyện Văn Hóa ngày hôm nay. Thầy ơi, thầy khi mà nhận được những món quà, những tấm thiệp từ các em học sinh của mình thì thầy cảm nhận như thế nào ạ? Khi nhận được những tấm quà mà các em nó trao tặng mình ấy, thì nó rất là đơn sơ. Nhưng thực sự là mình rất là vui em ạ. Thì đó là cái tấm lòng, cái sự chân tình của các em. Các em học sinh ở đây thì nó có nhiều cái điều kiện khó khăn lắm. Và khi mà nó biết nghĩ đến thầy như vậy, có nghĩa là nó có một cái hình thức là nó cũng rất là quý thầy, rất là trân trọng. Cho nên là nhiều khi là chỉ những cái dòng chữ mà nó viết lên là em cảm ơn thầy thôi là cũng đã gây cái sự xúc động cho mình rồi. Có lẽ với một hình ảnh một người thầy phó hiệu trưởng với biết bao nhiêu công việc bận rộn hàng ngày mà thầy vẫn dành thời gian cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như thế này, thì động lực nào đã khiến cho thầy có nhiều tâm huyết đến như vậy ạ? Cảm ơn em. Cái câu hỏi này cũng rất nhiều lần mình cũng đã được nghe rồi. Nhưng mà thực sự mà nói, mình nó có một cái gì đó giống như là cái lòng thương người, thương các cái em học sinh mà nó có cái hoàn cảnh khó khăn lắm. Khi vừa ra trường thì mình được giao dạy cái lớp bổ túc văn hóa cán bộ tập trung ở dưới Đồng Tháp em. Rồi khi chuyển về đây thì mình lại được các thầy ở trường giao cho mình cái nhiệm vụ là mở cái lớp văn linh này. Thực sự mà nói là thầy rất là thương các em. Quan trọng nhất là cái tình yêu thương em có hoàn cảnh, cực kỳ hoàn cảnh. Dạ vâng, thưa thầy, thì không biết là đối với những các em ở lớp học đặc biệt này thì trong quá trình mà vận động các em đến lớp thì có khó khăn gì không thầy? Có rất là nhiều cái khó khăn em ạ. Đa số là các em nó không có cái sự đầm ấm trong gia đình. Cái khó khăn nhất đó là gia đình các em quá nghèo, quá khó khăn. Khó khăn thứ ba đó chính là cái nhận thức. Nhận thức của phụ huynh cũng như bản thân các em không quan trọng về cái trình độ văn hóa bằng cấp đâu, mà cái sống bắt đầu hay đấy, mình thấy cái khó khăn đấy là nó làm về cái ý thức rất là khó. Với 20 năm đồng hành cùng với những em học sinh có trường hợp đặc biệt như vậy thì thầy thấy rằng là tới nay thì có những anh chị nào, những người học trò nào của mình đã ra trường và có những kết quả nhất định ạ? Và thầy cảm thấy như thế nào ạ? Em mà mình cũng rất là tự hào đó là chủ phó chủ tịch phường hiện nay đang tại chức Lâm Thành Sơn, cũng là học sinh lớp ban đêm của mình. Đó, thì học ra thành công và bây giờ là phụ trách bên phường và rất là quan tâm đến công tác của cậu này. Thỉnh thoảng lại sang đây để kể chuyện truyền cảm hứng cho các em. Đấy. Có những em học sinh, 3 người, 4 người trong một gia đình đều học mình. Và bây giờ các em đều có công ăn việc làm hết. Đều là lương y, y sĩ trung cấp, rồi y tá điều dưỡng ở Cần Thơ, ở An Giang.
phải nói rất là cảm động em ạ. Nó hạnh phúc lắm. Dạ vâng, cảm ơn thầy vì những chia sẻ vừa rồi. Chắc chắn là những quả ngọt đó cũng là niềm động lực để có thầy có thể tiếp nối những truyền tải những cái kiến thức cho thế hệ mai sau. Mãi bên con tiếng của thầy vang vọng. Đã xa rồi mà con ngỡ hôm qua, bài giảng của thầy chắp cánh những ước mơ cho con bay khỏi vùng trời cổ tích. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, xin gửi lời tri ân tới tất cả những người thầy, người cô, những người đang hoạt động trong ngành giáo dục, những lời chúc tốt đẹp và lời tri ân sâu sắc nhất, và chúc cho thầy cô luôn giữ được ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết, tiếp tục trong sự nghiệp chồng người. Hành trình chinh phục con chữ của những học sinh và hành trình của những người đưa đò thầm lặng ở lớp học đặc biệt này sẽ còn lắm những khó khăn. Nhưng với khát khao và sự kiên trì, các em tiếp thu nhiều kiến thức, từng bước thay đổi cuộc sống của chính mình.